Tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ tư, sáng nay các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý thuế. Một trong những vấn đề được các đại biểu quan tâm tập trung thảo luận là thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu được quy định tại điều 42 của dự thảo luật. Luật hiện hành cho phép doanh nghiệp được chậm nộp thuế với hàng nhập khẩu là vật tư nguyên liệu sản xuất hàng hóa. Điều 42 dự thảo luật sửa đổi yêu cầu các doanh nghiệp phải nộp tiền thuế trước khi được thông quan hoặc giải phóng hàng hóa. Một số đại biểu phát biểu sáng nay đề nghị ban soạn thảo nên giữ nguyên như luật hiện hành, quy định như dự thảo sẽ gây thêm khó khăn cho doanh nghiệp. Và tôi cũng xin góp ý vào quy định này sẽ phần nào ảnh hưởng đến chính sách khuyến khích xuất khẩu của nhà nước, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc biệt trong bối cảnh kinh tế đang giảm sút như hiện nay, quy định này sẽ khiến cho doanh nghiệp đã khó khăn lại còn khó khăn hơn. Vì vậy, tôi đề nghị cần cân nhắc nghiên cứu lại quy định này một cách cẩn trọng để hài hòa lợi ích nhà nước và của doanh nghiệp. Theo đại biểu Trần Du Lịch, nếu không được ân hạn 275 ngày như luật hiện hành, thì các doanh nghiệp trong ngành dệt may da giày mỗi năm sẽ phải bỏ thêm chi phí 1,5 tỷ đô la Mỹ. Vì vậy, theo ông, nên giữ như luật hiện hành. Nếu như thay đổi điều khoản này, thì tất cả các ngành mà nhập khẩu, chế biến, sản xuất xuất khẩu, nếu tính lãi vay không ở mức bình quân quá ngoại tệ và trong nước bình quân 12%, thì chi phí tài chính tăng thêm 1,5 tỷ đô la và chi phí giá thành xuất khẩu tăng 1,5%. Trong điều kiện cạnh tranh khó khăn thế này, chúng ta đang cố gắng đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thì không lý do gì chúng ta để lại thay đổi một cái đang bình thường để chúng ta gây khó khăn cho doanh nghiệp trong điều kiện hiện nay. Đây là vấn đề tôi mong rằng ban soạn thảo và Quốc hội cân nhắc, và tôi kiến nghị là trước mắt chưa cần thay đổi điều khoản này và duy trì cách thực hiện hiện nay. Thực hiện nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ, chúng tôi đã tổ chức một số cuộc làm việc với các doanh nghiệp, các hiệp hội ngành nghề, và chúng tôi thấy hầu như tất cả các hiệp hội ngành nghề và các doanh nghiệp mà có làm xuất khẩu, trong đó có nhập khẩu vật tư nguyên liệu để gia công hàng xuất khẩu, rồi có sản xuất hàng xuất khẩu tại Việt Nam, đều bày tỏ cái sự lo ngại với cái việc chúng ta có thay đổi cái điều quy định này. Vì vậy, với tinh thần đó, chúng tôi đề nghị ban soạn thảo và Quốc hội hết sức cân nhắc về cái điều khoản này trong bối cảnh doanh nghiệp hết sức khó khăn trong những thời gian tới. Cũng trong sáng nay, các đại biểu đã thảo luận về thẩm quyền của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc quyết định gia hạn nộp thuế tại Điều 50, trách nhiệm của các cơ quan quản lý thuế trong việc giải quyết hồ sơ hoàn thuế, xử lý việc chậm nộp thuế với hành vi khai sai thuế.